Chào các bạn, nhóm review thông tin bất động sản alocanhosg.com. Hôm nay xin phân tích và đánh giá layout thiết kế căn hộ Beverly Solaris chi tiết với bộ sưu tập các loại căn studio. 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Căn hộ Studio Beverly Solaris có thiết kế tinh giản không gian sống, đáp ứng nhu cầu sử dụng của những người độc thân hay các bạn trẻ có lối sống năng động và không quá cầu kỳ. Để tối giản và tối ưu diện tích, bên trong căn studio là một không gian đồng nhất có thiết kế mở nhưng vẫn có sự phân chia khu vực chức năng sử dụng. Phần loggia cũng thuận tiện cho nơi phơi phóng hay là ban công để ngắm trọn tầm view. Về căn một phòng ngủ phù hợp cho sự riêng tư hơn. Thiết kế phòng ngủ và nhà vệ sinh ngay cửa chính đi vào sẽ bất tiện nếu gia đình có nhiều khách khứa đến chơi. Căn hộ một phòng ngủ cộng dễ dàng bố trí không gian và công năng sử dụng theo ý muốn với một phòng ngủ chính và một phòng nhỏ. Có thể thiết kế làm phòng làm việc, giải trí, phòng sách, phòng dành cho khách hay thêm phòng ngủ cho con trẻ. Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ khá thông minh, các khu vực phòng bếp, phòng ăn, phòng khách rất hợp lý. Tuy nhiên hơi bất tiện ở phần loggia khi muốn giặt đồ gần đi qua phòng ngủ nên tính riêng tư bị ảnh hưởng ít nhiều. Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ cộng cực kỳ tối ưu với các khu vực công năng bố trí hài hòa và hợp lý. Có thêm khu vực rộng rãi có thể làm phòng làm việc, thư viện, khu vui chơi. Hoặc thiết kế thêm phòng ngủ, thiết kế căn 3 phòng ngủ thông minh và tối ưu với các khu vực công năng bố trí hài hòa và hợp lý. Các phòng ngủ đều có view nhìn rộng và thoáng. Tổng kết lại, các căn hộ The Beverly Solaris được thiết kế tối ưu với không gian riêng tư cùng nhiều không gian cho sinh hoạt chung, hay bố trí khu vực làm việc cũng như không gian giải trí cho các thành viên trong gia đình. Tất cả các căn hộ đều có loggia và balcony hay kết hợp cả hai. Không gian bố trí hợp lý, rộng rãi và thoải mái, phù hợp với các nhu cầu khách hàng. Trên đây là một số phân tích đánh giá về thiết kế các loại căn hộ Beverly Solaris. Chúc quý khách hàng lựa chọn được căn ưng ý, hoặc có thể liên hệ để nhận được tư vấn chi tiết hơn từ đội ngũ phòng kinh doanh thông tin bất động sản alocanhosg.com. Điện thoại 0909 910 884. Cảm ơn các bạn ủng hộ để chúng tôi phát triển hơn.